Câu 2 về việc thu thúc tỷ căn. Con có nghe sư giảng về hạnh sống nghĩa địa trong lớp Thanh Tịnh Đạo. Quý sư cho con hỏi các vị thích khú ngày xưa tu làm sao giữa lâm tán đầy xác chết bốc mùi hôi thối, thối rữa thế kia, mùi hương xác chết phảng phất trong gió thì làm sao ngồi thiền cho được. Chúng con phải thực hành làm sao để được như các vị ấy. Vì này rồi đưa ra những cái này, những cái ví dụ thôi. Rồi bà sư, con phải thực hành thu thúc tỷ căn như thế nào? Có nên tập ngửi mùi thối mùi rác nhiều vô không sư? May mà từ khi biết đạo con đã bỏ dùng nước hoa trên người lâu rồi, con chỉ dùng sáp thơm trên xe và sáp thơm phòng thôi, có nên bỏ luôn không thưa sư? Về câu này thì xin mời đại đức Tuệ Trương trả lời trước. Dạ, kính thưa quý vị, ở đây thì cái nói chung là câu hỏi này nó khá là dài, nhưng mà tóm lại như vậy, bạch sư con thực hành thu thúc tỷ căn như thế nào? Thì vấn đề này trong một buổi live này sư nói đã hai lần, nếu mà là sư, nhưng mà sư phải sẽ nói lại cho vị này hiểu, đúng không? Không chỉ tỷ căn thưa quý vị, mà là nhãn nhĩ tỷ thiệt căn, có nghĩa là có nghĩa là những cái giác quan mình đó, sư gọi cái từ thường thuần quyền để cho quý vị dễ hiểu, qua cái giác quan mình đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, đúng không, tương đương với là sắc thinh hương vị xúc pháp đó, những cái đối tượng ngoài đó. Thì nói mình nói để thu thúc là bắt buộc là phải mình sống với tinh thần chánh niệm tinh giác thôi vậy, có nghĩa là mình phải thực hành thiền định, nghĩa là thiền samatha hoặc là thiền tuệ, mà đặc biệt phải thiền tuệ nha, nếu là đúng đó, nếu đúng tinh thần mà gọi là sống để thu thúc được cái tỷ căn này nè nói riêng và thu thúc lục căn nói chung, thì bắt buộc, chứ nói thẳng là bắt buộc phải thực hành tứ niệm xứ thôi, đó, thực hành thiền vipassana thôi, thì cái đó là cái phương pháp thực hành. Còn vị này hỏi đây là con có nên tập ngửi mùi hôi thối mùi rác nhiều vô không thưa sư, thì cái này không phải thưa vị, khi mình hiểu sai là như vậy nè, khi mà mình có tuệ giác rồi đó, có nghĩa là có thực hành, mình là một hành giả, mình hiểu về cách thực hành thiền tuệ đó, thì xin thưa thì mình nói thẳng là mình không phải chủ động đi tìm cái mùi, mình không phải chủ động mình đi tìm cái mùi hôi thối đó để mình cái chịu đựng nó, mà là như vậy là trên tinh thần là những cái đối tượng bên ngoài, ví dụ bây giờ đi mình ngồi mình hành thiền mà ví dụ có cái mùi hôi mùi khó chịu, nói chung cái mùi khó chịu đi nó đến mình, thì quan trọng thời điểm đó mình phải xem xét cái thân mình, cái tâm mình nó phản ứng cái mùi đó như thế nào. Đó, cái tinh thần của vị hành giả tứ niệm xứ là như vậy đó. Mình xem là mình hửi mùi này nào, nó khó chịu không, cái tâm sân mình nó khởi lên không, và nó khởi lên như thế nào, có nghĩa là nó làm cho mình khó chịu, nó muốn cho mình thôi không ngồi thiền nữa, không đi chỗ khác để có hình ngồi trên đây hôi gì sao hành thiền đó. Thì nếu mà mình là một hành giả tứ niệm xứ, mình hiểu rõ thì mình quan sát cái trạng thái tâm mình, trạng thái tâm khó chịu đó, mình thấy đây là một trạng thái không chịu, nó khởi lên thì mình quan sát cái diễn biến tâm như thế nào nè, nó thay đổi như thế nào, rồi nó giảm đi từ từ thế nào, đúng không? Nhưng mà quan trọng mình phải ghi nhận, mình phải chấp nhận đây là cái mùi hôi, chứ không phải mình nói đây không phải mùi hôi thì cái đó không, lại không đúng nữa, không đúng tinh thần một cái vị hành giả mà hành tứ niệm xứ. Bởi vì sao khi nó nhấn mạnh điều này, tại vì có nhiều người đọc kinh tạng thưa quý vị, rất nhiều người đọc kinh tạng, đặc biệt bị kinh Địa Bát Niết Bàn, có cái đoạn mà Đức Thế Tôn nói nè, ông nói là này Nanda, cái cung điện Champa xứ Champa này thật khả ái, núi đồi đây là thật là khả ái, có nghe ngày ngày khen những cái tòa cung điện gần những cái cảnh vật á ở Wisali đó, mà trước trên đường ngày về của Sinara ngày Niết Bàn đó, ngày khen khung cảnh ở đây là khả ái, có nghĩa là nghe, có nghĩa bạn tâm của bậc toàn giác đó, ngày biết đây là những cái cảnh vật đẹp, đúng không? Nhưng mà quan trọng gì, cái tham ái ở nơi ngài không hiện hữu, thì mình cũng phải hiểu như vậy, có nghĩa là cho dù cái mùi hôi, cái mùi khó chịu hay thậm chí cảm giác đau ở trong mình nó hiện khởi lên, thì phải ghi nhận nó, mình coi diễn biến nó bản chất nó là đúng là như thật sự, nó hôi nó thối hay là nó làm cho mình tâm mình khó chịu, tâm sân mình đang khởi lên, mình ghi nhận thuần túy là mình ghi nhận đây là một hiện tượng tự nhiên, nó cũng sẽ rồi chịu sự chịu nó, rồi nó cũng sẽ tâm mình nó, tâm sân mình nó cũng phải vô thường, tức là biến đổi, đúng không? Mà cái tâm sân mình này nó khởi lên rồi, thì nó là cũng là vô ngã, cho nên mình không có điều khiển được.
không, cái nhiệm vụ mình là quan sát, mình quan sát để mình thấy sự thay đổi của nó đó. Cho nên là tại sao mà sư nhấn mạnh cái vấn đề này để tránh hiểu sai, tại vì ở đây nếu mà nói là tập ngửi mùi hôi thối thì cái này là đang hiểu sai, thưa vị, hiểu sai không. Mà là quan trọng nhất là khi cái đối tượng bên ngoài nó đến với mình phải ghi nhận nó, cho dù là dễ chịu hay dù hay là khó chịu, mình quan sát cái tâm mình để xem nó phản ứng thế nào. Sư nói rõ nghe, chỉ thuần tí quan sát thôi, đúng không? Tâm sân khởi lên ghi nhận tâm sân, tâm tham mới lên nhận tâm tham, chứ mình không có đang phán xét đánh giá gì trơn đó. Rồi mình xem cái tâm tham tâm sân này nó sanh diệt, nó thay đổi như thế nào theo đúng bản chất của nó, mà các thầy nghe thiền sư hay gọi là như nó là đó. Rồi các vị này hỏi tiếp là may là từ khi biết đạo con đã dùng bỏ bỏ dùng nước hoa trên người lâu rồi ạ. À, con chỉ dùng sáp thơm trên xe và sáp thơm phòng luôn, thì có nên bỏ không sư? Thì xin thưa là cái câu hỏi này là theo sư nha, theo bản thân sư là mình nên bỏ và cũng không nên bỏ. Là sao? Thí dụ bây giờ là mình là người thọ bát quan trai giới, mình có thọ bát quan trai giới thì những cái ngày mà thọ bát quan trai giới thì đúng là mình không nên thoa mật thơm trên người, đúng không? Và nếu mình là người dính mắc quá nhiều với những mùi hương á, thì mình nên tiết chế, nên giảm nó đi, thì cái điều này nên, điều đó là nên. Còn không nên là thế nào? Không nên là thí dụ bây giờ đi, cái công việc của mình, tính chất công việc của mình đó là mình phải tiếp xúc với đối tác nhiều, đúng không? Mà cái đối tác của mình đó là những cái người mà giống như là xưa nói thẳng là những tầng lớp mà họ thượng lưu, đúng không? Thì tiếp xúc với họ mình phải cần cái mùi hương để mình giống như là mình, thì họ đa phần đó những người mà cái giới thượng lưu, thưa vị, thì đều họ được xài nước hoa giống như là để cho họ tiếp xúc đó, như là một cái xu hướng gì đó để cho gần gũi nhau đó. Hay là thậm chí trên người mình nó có cái nặng mùi hôi đó thì mình cũng nên xài, nhưng mà tắc ý là mình nên xài xài đây là chỉ là cái phương tiện thôi, thì cái đó là nên. Hay thậm chí nó hỏi là cái sáp dùm trên xe nè, thì đúng, nếu mà trên xe mình đó, thì mình tâm mình mới không dính mắc, thì mình để cho cái mùi sáp này là trên xe nè, để cho nó thơm, để cho nó dễ chịu, để cho mình ngồi trên đó và những cái người đi chung với mình đó họ cũng có sự dễ chịu, chứ không phải dính mắc nha. Thì nói rõ không phải dính mắc nha, quan trọng nhất cái tác ý của mình đó, mình dùng như thế nào, mình dùng cái mùi hoa, nước hoa nè, hay là hương thơm mình như thế nào mới quan trọng, đúng không? Còn ngoài ra nếu mà sự nhấn mạnh nữa, nếu mình đã thọ bát quan trai giới thì bắt buộc mình phải là không không dùng nước hoa rồi, đúng không? Còn ngoài ra ngoài cái trường hợp bát quan trai giới ra thì sư đã nói rồi đó, nếu mình là một cái người mà hay tiếp xúc đối tác, mình liên kết với công việc mình liên quan đến những cái người mà trong tầng lớp thượng lưu, thì họ dùng cái đó thì mình cũng nên dùng, đúng không? Để cho có cái mình tạo những cái mùi cơ thể mình nó dễ chịu khi mình tiếp xúc với đối phương. Mà nếu mình lỡ mình bị lại nặng mồ hôi nữa, và cái vấn đề trên xe thì đây sẽ nói rõ rồi. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Như vậy là cái bạn này tham dự khóa thiền của người khác chứ không tham dự khóa thiền của sư. Sắp tới sư có mở khóa thiền ở Phước Sơn à, thì ráng tham dự. Khi quý vị tham dự rồi đó thì nó sẽ có cái phương pháp để mà khắc phục. Còn bây giờ thì sư chỉ có một cái lời khuyên đơn giản như vậy: yếu thì đừng có ra gió nha. Mình biết cái điểm yếu của mình á, là cái mũi mình khó chịu đối với những cái mùi mà mùi xấu, thì mình yếu mình đừng ra gió ha, mình tránh đi, tránh được thì mình tránh đi ha, còn tránh không được thì ráng chịu đi. Chứ sư thấy nhiều nhiều bà lấy ông chồng ổng hấp trong nồi quá trời quá đất luôn á, mà mấy bả cứ 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 rút như như con chim, nên gọi là nép vào cánh chim của chồng, nép vào đôi cánh của chồng, thì ôi thôi phải nói là mình không, không rất là khó tưởng tượng nổi là bả làm sao bả chịu nổi à, mà riết nó quen đó, nói nó vui một tí. À, còn ở trong xe hoặc trong phòng thì nếu như phòng mình có mùi hôi thì mình có thể dùng những cái mùi để nó khử cái mùi hôi. Tuy nhiên thì có đôi khi á, sư lên một cái xe mà nó không có mùi gì hết, ngay cái mùi thơm không có, thì sư thoải mái hơn. À, nhưng mà nếu như mà trong
trong xe mình mà phòng của mình mà nó có cái mùi á, thì mình nên có cái khử mùi cũng được, tại vì có đôi khi á cái mùi của mình á mình nghe riết nó quen rồi, thành ra mình không thấy cái gì hết trơn mà người khác nghe họ chịu không nổi. Ví dụ như cái ổ của mình á nha, nhiều khi nó chu lè nó hôi rình nè, mà mình nằm vô mình thấy nó thoải mái bình thường lắm, mà đem cái đó đem vô người khác là chết chết liền tại chỗ đó coi. Cho nên là tôi nói là tùy trường hợp thôi ha, yếu thì đừng có ra gió đó, chỉ đơn giản như vậy. Và cái lời khuyên mà tốt nhất của sư là gì? Chừng nào có khóa thiền của sư thì tham dự ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.